Xin chào mọi người, video này tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ. Đây là ngôi thiền viện lớn nhất của tỉnh Ninh Thuận và được xây dựng từ năm 2008. Với khung cảnh hữu tình của mảnh đất ven biển miền Trung nắng gió, thiền viện này đang dần là điểm đến tâm linh của khách thập phương tìm đến mỗi khi du lịch Ninh Thuận. Thế chùa mình gọi là Trùng Sơn Cổ Tự hay là Thiền viện Trúc Lâm à? Thiền viện Trúc Lâm, còn Trùng Sơn Cổ Tự là ở trên núi kia. Là chung một khuôn viên luôn. Đâu mà riêng á. Mình đi chung với nhau và thông qua đường. Đó lên không được, phải ra đi hết cái dòng thành. Rồi, có cái đường lên nhưng mà phải gõ xe dưới chứ lên trên là núi sao đi xe. À, là con đi đường dòng này lên Trùng Sơn ha. Ra cổng chính này mà. Dạ. Ra cổng này mà, đi hết cái dòng thành đây này. Dạ. Trong thành là như là mỗi lần dốc mà ở dưới đó có chùa có xe. Mà nơi đó là Trùng Sơn Cổ Tự là có lịch sử lâu đời không? À, thì cái đó thì có trước ở đây. Dạ. Chùa mình là gọi là Thiền viện Trúc Lâm phải không? À, Thiền viện Trúc Lâm. Dạ. Còn chùa Trùng Khánh là? Trùng Khánh thì ví dụ là đi qua chỗ lên chùa này thì đi thẳng qua hết đường luôn, tới vô cua qua thì thấy à. Là chùa đó lớn không? Chùa Trùng Khánh. Chùa đó lớn hay nhỏ? Lớn. Dạ, mình cảm ơn. Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ hiện tọa lạc tại số 50 đường Sư Vạn Hạnh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Đây là một ngôi thiền viện được xây dựng theo hơi hướng Phật giáo của dòng thiền Việt Nam, có nhiều nét giống với Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh mà tôi quay lúc trước. Vật liệu xây dựng của thiền viện chủ yếu làm từ đá và gỗ quý, mang tông màu nâu làm chủ đạo, nhiều chi tiết được chạm trổ tỉ mỉ, đẹp mắt và công phu. Phía trong là chánh điện, được đặt các tượng Phật, trông rất trang nghiêm và linh thiêng. Chùa này mình xây năm mấy à? Đây thì không biết xét mà nhưng mà cũng gần chục năm. Dạ, chục năm ha. Là ban đầu là nó là cái chùa, cái đất không thì xây lên chùa hay là? À, cái này là từ về hồi đó là cái đất hoang. Dạ, đất hoang hoàn toàn là xây chùa lên. À, xây chùa đó. Những thiền viện Trúc Lâm bây giờ là nó cũng chưa có lâu đời phải không? À, Trúc Lâm này, viên gỗ này là coi như là cũng... nó cũng một cái dòng thiền của vua Trần Nhân Tông. Dạ, của vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông là ở Yên Tử, bữa nay cũng còn á. Thì nói chung là ở từ Bắc đến Nam là thiền viện Trúc Lâm là đều cũng một dòng thiền của vua Trần Nhân Tông. Thiền viện so với chùa thì nó có gì khác? À, khác cái coi như là thiền viện là coi như là đạo đức là coi như là thiền là chính. Thiền. Còn bên trình độ là coi như là thuộc kinh là chính. Thiền là ngồi thiền. À. Rồi là để coi như là cho cái tâm mình muốn cái tâm muốn yên á thì cái thân nó phải yên. Yeah. Thì ngồi để cho cái thân nó yên thì cái tâm nó yên. Mà khi nó tâm nó yên rồi thì mình mới sáng được. Dạ, yeah, thường mình ngồi thiền vào lúc thời gian nào? À, tùy theo là ví dụ như ở đây thì ngồi thì ít coi như là cỡ 45 phút, còn ở nhà thì ai cũng ngồi như ngồi. Mình ngồi có lúc nào ở trong giờ trong ngày á? Là coi như là thường là coi như là cỡ mà 3 giờ 4 giờ là sáng á. Dạ. Giờ đó nó yên tĩnh. Vậy mình ngồi thường là vào giờ đó. À, giờ đó còn mình muốn ngồi bao nhiêu ngồi, nhưng mà cái quy định mà vô thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt á là coi như là ngồi coi như cỡ 2 tiếng. 2 tiếng. Dạ. Là bên ở nước mình là cái thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt là lớn nhất. Ở Thường Chiếu rồi chứ. Trường Chiếu. À. Trường Chiếu. Thường Chiếu ở Đồng Nai á. Thường Chiếu ở Đồng Nai là lớn nhất. Ở Long Thành á. Dạ, Long Thành Đồng Nai. Bình thường là mình xây theo kiến trúc của bên Trung Quốc không? Đúng rồi. Cái này là coi như là mình xây theo ở đây chứ còn không phải Trung Quốc.
Còn... thì là ví dụ là cái hòa thượng mà Thích Từ á, thì coi như là có thích Túc Thí Dực nhưng mà không có ai chỉ. Thì năm 87 coi như có một chuyến đi ra ngoài Bắc 20 ngày. Ra 20 ngày rồi coi như là mới tới đến chỗ mà vua Trần Nhân Tông mà tu á. Thì mới thấy cái chỗ đó là tu, còn cái chỗ tu có tấm bia nữa. Dạ. Rồi thì họ thượng là coi như là mới thu gom mấy cái chùa gần rồi cái sách nữa đó. Rồi về rồi là mới bắt đầu khôi phục lại. Khôi phục lại là coi như là cấp cái thư viện ở Vũng Tàu á, là thư viện Chân Không trước. Chân Không. Chân Không. Dạ. Rồi sau rồi mới cấp ở trên Đà Lạt. Coi như là mà họ thượng thì coi như là bữa nay là coi như là cũng gần trăm rồi đó. Trăm người. Gần trăm tuổi đấy. Dạ. Trăm năm hả? Ừ. Chín mấy rồi, chín sáu chín mấy rồi. Gần trăm rồi. Bữa nay thì cũng tuổi lớn thì cũng yếu rồi. Là nó tiền chiếu chứ còn ở đây thì coi như thì thượng tọa Thích Thông Huệ là trụ trì ở đây, nhưng mà ổng là trước đây là ổng cấp cái trường viện ở Viên Giác ở Nha Trang trước đó, nên ổng ở ở đó là chính, còn chạy đi chạy về tại ở đây là chưa có hoàn chỉnh. Khi mà hoàn chỉnh rồi thì ổng mới đưa tăng là ổng về đây ổng ở, tại ở ngoài đó là cấp trước nhưng mà nó nhỏ, còn ở đây cấp sâu nhưng mà khi ở đây rộng mà còn nhiều hạng mục nữa. Chứ còn cái này chưa hoàn chỉnh mà. Chùa mình với chùa bên Trùng Sơn Cổ Tự là nó có liên quan gì với nhau? Bên đó là tịnh độ, dạ. Bên này thiền. Nhưng mà bên đó là coi như là có trước. Rồi mình mọc sát bên với nhau. Thì sát bên thì có sao đâu, bên nào tu theo bên ấy thôi. Dạ. Mình có giao lưu quan hệ với nhau không? Cái chuyện đó thì mấy người tăng rồi, chứ còn mình tụi về là coi như là Phật tử mà. Thôi, cảm ơn. Thiền viện mang nét đặc trưng tựa vào núi đá chồng và xây dựng thêm các công trình nằm trên những hòn đá khổng lồ, làm cho thiền viện thêm phần uy nghi và hùng vĩ. Bây giờ tôi sẽ đi lên đỉnh núi đá chồng. Nơi đây có đặt một tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm màu trắng rất cao lớn. Vị trí tọa lạc của thiền viện rất đẹp, do đặc thù chỉ nằm cách biển hơn 600m. Xung quanh còn có núi đá cùng với bầu trời trong xanh, làm hiện nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt. Cái cảm giác nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, hít thở bầu không khí trong lành thật vô cùng tuyệt vời. Ngắm một chút thì nếu đi qua nơi đây mà không ghé vào thì sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc. Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ tuy được xây dựng chỉ mới hơn 10 năm, nhưng nơi đây có phong cảnh vô cùng hữu tình và an lạc. Được tận hưởng không khí trong lành, nhìn ngắm Ninh Thuận từ trên cao có thể giúp chúng ta bỏ bớt đi muộn phiền của cuộc sống. Nếu có dịp đi đến Ninh Thuận, đừng bỏ qua địa danh này nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên bấm thích, nhớ đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.